Thực tế, 20 năm qua, tốc độ đô thị hóa ở các thành phố lớn tăng đột biến, diện tích đô thị hóa tăng, trong khi diện tích ngập nước giảm, nhiều công trình cản trở tiêu thoát, các dự tính đã thay đổi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua cũng đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào cải tạo hệ thống kênh rạch cống ngầm để nâng cao năng lực thoát nước. Tuy nhiên thì có nhiều công trình vừa cải tạo được vài năm đã bị ách tắc hư hỏng. 15 năm trước, trên con đường giải nhựa này là một dòng kênh nổi tiếng, kênh Hàng Bàng. Đây là con đường nối các vị trí kinh tế trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh đi qua chợ Bình Tây, chợ lớn. Khoảng 1.000 tỷ đồng lúc bấy giờ đã được đầu tư để cải tạo kênh Hàng Bàng, lắp cống hộp, làm đường đi. Nhiều con kênh thoát nước khác đổ về Hàng Bàng, nhưng vì lòng kênh bị thu hẹp, tắc nghẽn nên không thể tiêu thoát. Kênh Tân Hóa, Lò Gốm được biết đến với tên gọi kênh nước đen, trải dài trên 4 quận, quận 6, quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú. Hơn 5.000 tỷ đồng đã được đổ vào để đầu tư cho dự án cải tạo này. Mong mỏi về một con kênh trong sạch suốt cả chục năm, gần như đã được cải thiện. Thế nhưng, chưa đầy một năm sau khi khánh thành, kênh Tân Hóa Lò Gốm lại mang nguy cơ nhận lại tên gọi cũ, kênh nước đen. Đối với những điểm ngập nặng hiện nay chúng ta đang triển khai thi công. Đối với đường Kinh Chương Vương thì chúng ta vừa mới cải tạo xong hệ thống thoát nước, thi công xong. Còn An Dương Vương, tuyến đường rất là dài, nó có gồm có 4 dự án. Thì hiện nay chúng ta đã hoàn thành được 2 dự án. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án chống ngập của Sài Gòn được khởi động từ những năm 2000. Tính từ năm 2005 đến năm 2014, dự án này đã tiêu tốn số vốn vay khổng lồ 24.300 tỷ đồng, nhưng kết quả chỉ mới tạo ra được khoảng 1,2% khối lượng công việc theo quy hoạch chống ngập. Mới đây, thành phố này cho biết sẽ cần thêm khoảng 66.820 tỷ đồng, gấp 2,7 lần số vốn đã vay, để thực hiện các dự án chống ngập. Tự nhiên nó có rồi, mà anh lấy của nó thì anh phải trả lại đúng như trang vậy hoặc hơn. Thì nó không trừng phạt anh. Bây giờ mình lắp cái này, mình lấy đất, mình phát triển đô thị, mình phát triển bất động sản, thì rõ ràng mình phải trả lại nó gì đó. Nhưng mà chúng ta không trả lại, thì rõ ràng nó trừng phạt mình ngay. Theo các chuyên gia, thực tế với địa hình đô thị ngập bán chiều với gần 7.900 km hệ thống kênh rạch chằng chịt, Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng thoát nước tự nhiên cao. Thế nhưng đến nay, hơn 60% kênh rạch thành phố đã bị lấn chiếm, san lấp. Đó là nguyên nhân lớn dẫn đến ngập ở thành phố. Khi con người đã tự ý phá hoại thiên nhiên, hậu quả đã thấy rõ.